Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể lưu video 24/24, nghĩa là lưu liên tục đấy các bạn, của dòng camera EOS Vid HiVision. Thì như bình thường các bạn khi cài đặt xong camera thì cái video của bạn nó sẽ tự động, kế hoạch ghi hình của nó là chỉ có chuyển động mới ghi hình, nghĩa là khi nào có chuyển động, bất cứ khi nào có chuyển động qua camera thì nó mới ghi hình. Còn nếu các bạn muốn bật lưu ghi hình 24/24 thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ghi hình 24/24 của dòng camera EOS Vid HiVision. Đầu tiên các bạn hãy bật điện thoại lên và vào phần EOS Vid. Đó, ở đây có mấy cái cam. Thì các bạn muốn bật cái camera nào lên lưu 24/24 thì các bạn ấn vào cái phần camera đấy. Đấy, các bạn có thể thấy đây là trời tối, đang mưa, các bạn có thể nhìn thấy. Và mình sẽ vào phần cài đặt. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái phần cài đặt, cái hình bánh răng ở góc phải màn hình, các bạn ấn vào đấy. Thì trong phần cài đặt này các bạn sẽ vào giúp mình phần trạng thái lưu trữ. Đây các bạn có thể nhìn thấy phần trạng thái lưu trữ này, các bạn ấn vào đấy. Trong phần trạng thái lưu trữ này, đây có phần thẻ nhớ, các bạn nhìn thấy chữ cả ngày không? Đấy, thì các bạn có thể gạt nó lên. Và nó cũng sẽ lưu ý rằng cái phương, nếu mà mình lưu trữ 24/24 thì rất dễ có thể sẽ bị hỏng cái thẻ nhớ, vì nó sẽ ghi hình liên tục, thẻ nhớ sẽ nóng và dễ làm hỏng thẻ nhớ hơn. Nhưng không hỏng ngay lập tức đâu các bạn, như là nó dùng lâu ngày quá thì nó sẽ bị hạn chế cái tuổi thọ của cái thẻ nhớ đi thôi. Thì bạn có thể bật lên và ghi hình 24/24 ngay lập tức, bạn ấn và bật. Đó, vậy là các bạn đã bật được ghi hình 24/24. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn thành công cách để mình có thể bật phần lưu trữ hình ảnh video 24/24, lưu trữ liên tục cho chiếc camera của mình thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.